Ngày 8 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn video dòi bò lúc nhúc trên miếng pate tại một quán bánh mì chảo ở Thái Bình. Theo đó, nhóm khách đến quán dùng bữa gồm 3 người. Ngay khi phát hiện sinh vật lạ trong chảo thức ăn, họ lập tức thông báo nhân viên. Dù nhân viên đề nghị đổi chảo mới, tuy nhiên nhóm khách đã từ chối dùng bữa và rời đi. Đoạn video nhanh chóng gây xôn xao, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hơn 1 triệu lượt xem. Liên quan sự việc này, trên fanpage của Điện quán Thái Bình, chuỗi cửa hàng bánh mì chảo của Điện quán khẳng định đã có hướng dẫn và yêu cầu về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như chất lượng đồ ăn, đồ uống, nhưng cơ sở Thái Bình đã không tuân thủ các nội quy yêu cầu nên dẫn tới việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới khách hàng. Về sự cố trên, phía hệ thống xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến 3 vị khách gặp phải trải nghiệm không tốt về quán, cũng như tất cả các khách hàng khác. Theo đại diện hệ thống bánh mì chảo của Điện quán, sai sót này không chỉ là lỗi từ phía cơ sở mà còn là lỗi của cả hệ thống, chưa giám sát chặt chẽ chất lượng trong hệ thống cơ sở của quán ở tỉnh Thái Bình. Theo lý giải của hệ thống bánh mì chảo của Điện quán, miếng pate bị hỏng là do cơ sở không quản lý sát sao. Pate mà quán sử dụng là loại đóng khuôn được cấp đông, chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và rán. Pate được nhập từ trên tổng hệ thống bánh mì chảo, được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, được kiểm định. Tuy nhiên, lỗi sai là do công tác quản lý nhân viên, quản lý quán chưa tốt để xảy ra sự việc trên. Sáng ngày 9 tháng 5, cửa hàng bánh mì chảo của Điện quán cơ sở Thái Bình ở V Plaza Lý Bôn, thành phố Thái Bình đã treo biển thông báo tạm dừng hoạt động. Phía hệ thống của Điện quán cho biết, cơ sở tạm dừng để khắc phục và sẽ hoạt động trở lại khi cán bộ giám sát của chuỗi tới thanh tra xác nhận đủ điều kiện hoạt động. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Bình cho biết, đơn vị đang cử cán bộ đi điều tra, xác minh cụ thể trước khi có hình thức xử lý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ 4 tàu cá Quảng Bình bị gặp nạn ở trên biển và được xác định bị chìm do dông lốc từ ngày 2 tháng 5. Trên 4 tàu thì có 24 thuyền viên, hiện đang còn nhiều người mất tích và người thân ở quê nhà đang từng phút từng giây mong có được thông tin về người thân của họ. Hiện công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng đang tiếp tục được triển khai. Sau khi được cứu vào bờ an toàn, anh Phạm Văn Hải là thuyền trưởng của tàu QB93712 bị chìm hôm 2 tháng 5. Tàu anh Hải có 7 thuyền viên. Anh Hải không bao giờ quên thời khắc lênh đênh trên biển. Anh lên trên biển thì khi mơ khi tỉnh, nhưng mà em cũng kính cỡ 2-3 ngày gì đó. Đó khi mệt quá là lụi đi, cứ ôm cái phao đó. Em may mắn gặp được, em kêu họ cứu là họ kéo em lên tàu. 4 tàu cá bị chìm ngoài khơi của Quảng Bình có 24 thuyền viên. Hiện tại đã có 14 thuyền viên được cứu vớt, trong đó có 1 người tử vong, 10 thuyền viên đang mất tích. Trong những ngày qua, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình đã huy động 9 tàu cá của ngư dân phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên hiện nay do chưa xác định được vị trí tàu chìm cũng như các thuyền viên đang mất tích nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chỉ đạo các cấp các ngành trực tiếp là thăm hỏi động viên các ngư dân bị nạn, đồng thời là báo cáo kết quả tìm kiếm với Bộ Ngoại giao và đề nghị Bộ Ngoại giao trao đổi với Trung Quốc, tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm đối với 10 ngư dân mất tích còn lại, tiếp tục duy trì cái thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng phương tiện tổ chức cứu hộ cứu nạn, cấp cứu sơ cứu các cái trường hợp bị nạn đưa vào bờ. Kể từ ngày các tàu cá gặp nạn đến nay, những người dân ở vùng biển của tỉnh Quảng Bình, nơi có các ngư dân gặp nạn, gần như thức trắng đêm với mong muốn có được một phép màu xảy ra để chồng và con của họ được trở về vẹn nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng loại sâu ban miêu lành vì có nhiều ở rau ngót, rau tẩm bóp. Tuy nhiên, sâu ban miêu thực chất là một loài sâu bọ cánh cứng chứa chất độc cantharidin. Và bệnh viện Bạch Mai cho biết là trung tâm chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận 3 người bị ngộ độc sau khi ăn sâu ban miêu. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 5, 5 người ở tỉnh Yên Bái cùng ăn cơm tối và bữa cơm thì có món sâu ban miêu chiên. Trong 5 người thì có 3 người ăn món sâu ban miêu, 2 người còn lại không ăn. Sau khi ăn khoảng 1 đến 3 giờ đồng hồ thì 3 người ăn sâu ban miêu có biểu hiện buồn nôn, bị đau bụng, bị chướng bụng, bị tiểu buốt, tiểu khó và có người còn tiểu và ra máu. Sáng sớm ngày hôm sau, 3 người cùng vào bệnh viện địa phương để thăm khám. Và tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc nên đã chuyển lên bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Một trong 3 bệnh nhân kể lại vì nghe nói sâu ban miêu ăn được, vì loài sâu này có nhiều ở rau ngót, rau tẩm bóp, vì nghĩ là lành nên đã bắt sâu về chế biến cho mọi người cùng ăn. Nhưng sau khi ăn, 3 người có biểu hiện giống nhau, nghi bị ngộ độc nên đã cùng đến thăm khám tại bệnh viện địa phương.
Số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng khoảng 4.000 so với năm học trước. Trong khi đó thì hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Theo đó, hơn 110.000 em đăng ký vào các lớp 10 công lập. Số thí sinh dự kiến bỏ thi tương tự năm ngoái là 23.000 học sinh. Các em có thể du học, đi học nghề hoặc tham gia thị trường lao động. Theo phân bổ của Sở, năm nay các trường trung học phổ thông công lập sẽ tuyển khoảng 81.000 học sinh vào lớp 10. Các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển khoảng 51.800 học sinh, trong đó các trường tư thục đáp ứng khoảng 30.000 chỗ. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến chậm nhất ngày mùng 2 tháng 7 sẽ công bố điểm cho thí sinh và công bố điểm chuẩn ngay sau đó. Không chỉ thiếu cho tưới tiêu nông nghiệp, hiện tại một số khu vực tại miền Trung thì nắng nóng còn khiến nhiều khu dân cư thiếu nước sinh hoạt. Và tại Đà Nẵng, tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ở vùng nông thôn xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Do thường xuyên thiếu nước, bà Chín ở khu tái định cư thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phải trữ nước vào bể nhựa. Do nguồn nước này không đảm bảo nên gia đình bà chỉ sử dụng để tắm giặt, nước uống và nấu nướng phải mua từng bình. Đó là cũng nhờ chỗ cấp trên để giải quyết cái nguồn nước lên cho sạch sẽ để cho dân ở đây họ sinh hoạt cho an toàn. Chứ cô sợ nước mà nước thứ 10 gì không đảm bảo, nước ở đây nó họ tám bằng đồ nhiều lắm. Sẽ ba những đồ mà dân ở đây có dễ uống vô là sợ bệnh. Xã Hòa Bắc hiện có 13 công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ 7 thôn, nhưng trong đó 6 công trình đã hư hỏng. Các công trình còn lại đều dùng nguồn nước tự chảy từ khe suối. Mùa nắng thì thiếu nước, mùa mưa thì nước bị đục bẩn. Ngoài ra, có 2 khu vực chưa được đầu tư hệ thống dẫn nước nên khoảng 70 hộ dân phải tự khoan giếng hoặc tự dẫn nước từ khe suối. Nói chung là hồi trước ngại là không khó khăn. Nói chung là ít dân là không có chạy tay không chạy dưới gọi giữa nội giữa này là nước đầy đủ. Mà hồi nói em chờ là bác từ dưới nước bác lên là người mua nhỏ bồn có hết là nói chung là cũng hụt. Uống xong hết nó rồi mới kêu máy đang sửa cái giếng này lạ. Rồi bên này nói chung là cũng có rồi nói chung không đầy đủ, có mà không đầy đủ. Xã Hòa Bắc nằm sát sông Cu Đê, gần đập dâng Nam Mỹ với dung tích hàng triệu mét khối, tích nước thô phục vụ nhà máy nước Hòa Liên. Tuy vậy, do không có hệ thống xử lý nên người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt. Ủy ban nhân dân thành phố có đề nghị quý cấp cơ quan đầu tư công trình xây dựng cấp nước với phương án đầu tư mới một trộm xử lý nước tại Hòa Bắc, lấy nguồn nước từ đập dâng Nam Mỹ, từ đường nước ống thô, phát triển đường ống để cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Hòa Bắc để nhân dân Hòa Bắc được sử dụng. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, các đơn vị đang tích cực khắc phục các sự cố đường ống. Bên cạnh đó, có phương án dẫn nước sạch từ nhà máy nước về xã Hòa Bắc. Hiện nay thành phố, mà cụ thể là Sở Xây dựng, đang lập cái quy hoạch cấp nước trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó thì có đề xuất một cái dự án sẽ có một tuyến ống dẫn đường ống cấp nước từ nhà máy nước Hòa Liên sẽ lên khu vực xã Hòa Bắc và sẽ cấp cho bà con theo cái dự án nhà máy nước Hòa Liên, chứ không phải là chúng ta đầu tư một cái nhà máy mới. Cũng liên quan đến tình trạng thiếu nước trên địa bàn huyện Hòa Vang, chính quyền địa phương đang đề xuất nâng công suất trạm xử lý nước khe rành lên 5.000 mét khối một ngày đêm để đảm bảo cấp nước cho xã Hòa Phú, Hòa Phong. Đồng thời, lắp đặt thêm các trạm bơm tăng áp để dẫn nước về ổn định các xã có địa hình độ dốc lớn như Hòa Sơn, Hòa Ninh, thành phố Đà Nẵng.